Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 68 của Tiên Hồng Lộ Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie Và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé Trường 334 Phong Thư cùng Ngọc Giản Đúng là ý trời Tam U Lão Ma thì thảo tự nói, ở trong mắt hiện rõ lên vẻ vô lực. Dương Phạm đã thành công chạy ra ngoài ngàn dặm. Cuối cùng thì kế hoạch cùng với bố cục đuổi giết kín cái cẩn mật của Tam U Lão Ma đã tuyên bố phá sản. Hắn không khỏi có một chút thất thần, nhìn ra một bầu trời xa, ở trong lòng rõ ràng cảm nhận được một cố vận mệnh không kháng cự. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Người cho là sau khi tấn thức tới Nguyên Anh Kỳ, có được Tam U Ma Diễm là người có thể giết chết được ta sao? thôn vệ nhị U Ma Diễm, ta liền có thể đại thành Tam U Ma Diễm đủ để tung hoành 13 nước Bắc Tần. Chỉ khi nào ta thôn vệ được Tam U Ma Diễm của Lão Phu, liền có thể có cơ hội tu thành Tứ U Ma Diễm, thậm chí là tấn thức vào hàng đại tu sĩ. Tới lúc đó, bể nghế tu tiên giới Bắc Tần, dưới ngã độc tôn. Thạch Thiên Hàn, chỉ mong ngươi đừng có làm cho ta thất vọng, Lão Phu sẽ chờ đợi ngươi quay lại đó. Tam U Lão Ma ngửa mặt lên trời cười dài, mà Diễm ở trên người mãnh liệt dâng trào chiến ý rào rạt thay ngầm vang vọng ra hàng trăm hàng dặm khiến cho những tù sĩ ở vùng lân cận phải kinh hãi khiếp đảm giờ khắc này khi phép của ma đạo tông sư một đời triển lộ ra không một chút nghi ngờ nếu như đã không thể nào đuổi kịp được dương phàm vậy thì hắn sẽ liền quyết đoán buông bỏ không so đo lợi hại ngày hôm nay mà vẫn phóng tầm mắt nhìn về tương lai đây gọi là thả con săn sắt bắt con cá lớn tam u lão ma khẳng định là sẽ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với ma đạo thạch thiên hàn này mấy năm sau cũng đủ để uy hiếp tới mình. Hóa thành một đạo hào quang màu đen, hắn lại tìm thêm một mật địa bí mật để bức độc dưỡng thương mà không phải là quay về xào huyệt của ma dương tông. Hắn giờ phút này thân bị độc thương cũng đang nội thương rất nghiêm trọng, thực lực khó có thể phát huy được ra ba thành. Nếu như gặp phải láo quái nguyên anh kỳ, có kiểu oán khác thường ở trong người dương quốc, vậy thì có thể hắn sẽ bị nguy hiểm. Tam u lắm ma làm vậy là để bức độc dưỡng thương, tạm thời không để cập tới. Chúng ta hãy quay lại thời gian ba ngày trước nơi diễn ra trận chiến giữa vô song và tam u lão mà một khuôn mặt tiểu tụy có thương cảm giả lão xuất hiện phía sau hồ phi trong tay dâng lên một chiếc quan tài thủy tinh hai chiếc thuyền tinh băng quan cuối cùng là cũng đủ để cho giúp thi thể hoàn vẹn ở trong mấy trăm năm không tổn hào một cái có thể để cho dương thiên quân vương cái khác là để cho hắn đi bổ thiên quân vương lại cầm quan tài thủy tinh trong tay thả xuống bên cạnh thi thể của vô song nhẹ nhàng lại thở dài Hồ Phi lệ trầm mặc một lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bổ Thiên Quân Vương đang nâng thi thể của Vô Song bỏ vào trong Huyền Tinh băng quan. "Ấy, nửa thanh kiếm này không ngờ rút ra không có, thực sự là kỳ quái." Bổ Thiên Quân Vương lại cảm thấy hiếu kỳ. "Cho bọn họ cùng vào trong băng quan luôn đi." Hồ Phi lên tiếng. Vô Song đã chết rồi, nhưng mà ta cảm giác được một cô ý chí còn sót lại khiến cho hắn không thể nào buông tha cho cây kiếm hắn yêu thích nhất khi mà còn sống. Kiếm đoạn hồn liệt thân vong, nhưng mà ý chí cùng với tinh thần tuy chết nhưng vẫn bất diệt. Tình huống như vậy quả thực là vượt qua lẽ thường. ở trong mắt của một người tu tiên đều là khó có thể tin. Tuy nhiên, tuy nhiên, sự thật ngay trước mặt của bổ thiên quân vương đang rất thương cảm cũng đã nảy sinh ra vài phần cảm động và kính nể. Ám thiên quân vương không có sợ sống chết cũng đã hy sinh thân mình là bởi vì cốt nhục thân sinh của mình. Còn vô song thì sao? Tôi chết vẫn là kiên định, vì chết mà sinh một kiếm đủ để rung động bất cứ sinh linh nào có cảm tình. Có thể nói trước sau không bao giờ có nữa. Chỉ trong chốc lát, bổ thiên quân vương thi triển ra chu bản pháp. niêm phong thi thể của vô song cùng với nửa thanh kiếm đã bị gáy cất vào trong huyền tinh băng quan. Thi thể của vô song ở trong huyền tinh băng quan nhưng mà khóe miệng vẫn như cũ, ẩn chứa một tia vui mừng và thỏa mãn. Điều này lại càng khiến cho Hồ Phi thêm thương tâm và khổ sở trong tay của người Bộ thiên quân vương phát hiện ở trong tay hồ phi đang nắm nửa mũi kiếm đã bị gãy còn lại chính là một phần ba mũi kiếm đâm vào trong thân thể của tam u lão ma khiến cho hắn đã bị trọng thương ta giữ lại nó đến một lúc nào đó ta sẽ giao cho dương phàm thần sắc của hồ phi có một chút ảm đạm vậy không bằng như vậy đi Ngươi gia nhập vào ám huyết vương triều dương phàm và vô song đều là thành viên trong tổ chức với thực lực của người tiến vào bên trong tổ chức tối thiểu có thể trở thành một trưởng lão Bồi thiên quân vương đột nhiên lại hướng tới Hồ Phi đề nghị. Không được đâu. Hồ Phi lắc đầu, sau đó vẻ mặt kiên kỵ. Ta muốn bế quan. Ta trở tới bây giờ cũng là không có thực sự bế quan. Và ta cũng chưa tiến vào trong bậc cao nữa. Khi mà ta chưa vào bậc cao, ta sẽ quyết không xuất quan đâu. Dứt lời, hắn đạp một đạo ôn. Màu tím, bay về phía xa. Dương phàm mà dương phàm. Cuộc đời này ngươi có được những bằng hữu hữu như vậy cũng đã đủ cho ngươi rồi. Nếu như không thể nào thoát ra khỏi tay của tam u lão mà, chính ngươi sợ rằng cũng sẽ ái náy cả đời. Bộ thiên quân vương lại thở dài một hơi, sau đó thu hồi huyên tinh băng quan. Ở trong lòng của lão vẫn còn một chút lo lắng và sợ rằng Dương Phạm sẽ không trốn thoát được truy kết của tam u lão mà. Bởi vì giúp hắn chạy trốn. Độc vương thân đã bị trọng thương, bị hủy đi độc đạo chí bảo. Ám thiên quân vương vào vô song lại giao ra cả tính mệnh của mình để làm một đại giới nếu như cuối cùng hắn vẫn không thể nào thoát ra khỏi ma trường của tam u lão mà như vậy thì sự hy sinh và cố gắng của mọi người đều sẽ thử đều sẽ thời trở thành công giá chẳng vậy cũng được toàn bộ dựa vào tạo hóa của hắn ta phải mau chóng dựa theo bố trí trước đó của ám thiên quân vương giải quyết tốt hậu quả bộ thiên quân vương rất lời nhẹ nhàng bay mất ngày hôm đó chuyện phát sinh tại vấn thiên đại hội trong dương gia bảo đã làm cho cả tu tiên giới người dực quốc một mảnh sôi trào đầu tiên là dương phàm đánh cuộc với dương vũ sau đó là đệ tử tạm u lão ma sở vân hàn đối chiến với dương phàm dương phàm lại chính là thạch thiên hàn hắn lại còn thôn vệ nhất u ma diễm của sở vân hàn thăng tiến thành nhị u ma diễm sau đó mà đạo tông sư tạm u lão ma đã đích thần xuất xuất trướng. chấn động tu tiền giới tạm u lão ma không hồ là một con quái vật lớn nhất của ma đạo một lần liên tục đánh bại ba đại cao thủ như vậy thì chảy tre cuối cùng cũng là trực tiếp đuổi theo dương phàm sau khi những láo quái nguyên anh kỳ còn lại tại ngư dương quốc này biết được tin tức đều đã cảm thấy rất lo lắng một khi tam u lão ma này thôn vệ được nhị u ma diễm của dương phàm vậy thì thực lực của hắn sẽ tăng gấp bội tuy nhiên cuối cùng tin tức lại truyền tới tam u lão ma thất bại quay về để cho dương phàm chạy thoát từ trong tay của lão quái nguyên anh kỳ chạy thoát một tên dương phàm và thạch thiên hàn ở trong tu tiên giới lập tức tăng lên một độ cao không thể tưởng tượng tại tu tiên giới của ngư dương quốc mấy ngàn năm nay rất hiếm có tu sĩ dưới nguyên anh kỳ có thể chạy thoát ra khỏi tay của lão quái nguyên anh kỳ. Huống chi tam u lão mà này cũng không phải là một cường giả nguyên anh kỳ bình thường, hắn ngay cả tù sĩ nguyên anh kỳ cùng dài cũng có thể chém giết xuống, vậy thì huống chi là tu sĩ kim đan sơ kỳ. Đồng thời nghi vấn về dương phàm và một thân mà đạo thạch thiên hàn cũng đã khiến cho vô số người tu sĩ mở rộng tầm mắt, một người hành y tử bi cứu nhân độ thế và một cường giả ma đạo ác nghiệt vô tình giết người không chớp mắt. Hai người này dĩ nhiên lại là cùng một người. Hơn nữa từ khi Dương Phạm tán công đến bây giờ, hiện tại mới chỉ được tới thời gian 3 năm, vậy mà hắn lại có thể bước vào trong bậc cao. Trong thời gian 3 năm trước và trong bậc cao, đây quả thực là mới ngay lần đầu. Người hữu tầm suy đoán, mấy năm sau chắc chắn là Dương Phạm sẽ quay về người Dương quốc. Tới lúc đó, người Dương quốc này sẽ nghênh đón thế cục như thế nào? Tạm u láo má cùng với ma đạo thạch thiên hàn kia, ai thắng ai bại. Đương nhiên, chuyện về Dương Phạm hay Thạch Thiên Hàn ở Ngư Dương Quốc cũng dần dần nổi lên sóng to gió lớn chấn động một thời. Tù tiên giới năm tháng qua màu, đã có người ngã xuống, lại có người mới đứng lên. Trong đó, lúc sẽ còn xuất hiện vô số sự kiện truyền kỳ khác. Theo thời gian trôi đi, hầu hết mọi người sẽ dần dần phai nhạt về câu chuyện này. Nhưng mà là người hữu tâm cùng với những tu sĩ cao tầng tại Ngư Dương Quốc, khẳng định sẽ không thể quên hắn. Thậm chí là còn có tu sĩ bậc cao cá biệt, cứ chờ đợi xem một bộ kịch hay những năm sau. Lại nói về Dương Phạm, bằng vài lực khôi phục để lực lượng siêu việt nhất đẳng giữa cổ đã chạy thoát ra khỏi truy kích không tha của Tam U Lão Ma. Khi mà hắn rời khỏi Tam U Lão Ma khoảng cách một ngàn dặm thì cái loại cảm ứng kia đã trở nên rất mơ hồ, chỉ có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau cùng với phương hướng đại khái. Dù vậy, Dương Phạm vẫn lo lắng chưa yên, tiếp tục phi hành liên tục về phía trước ba ngày ba đêm. Về phần phi hành trong bao nhiêu lâu thì ngay cả chính Dương Phạm cũng không thể tự đánh giá. Nhưng mà có một số điều hắn có thể khẳng định được, đó chính là mình hẳn là đã rời ra khỏi khu vực của ngư dương quốc cảnh tượng trước mắt là một mảnh hoang giá nơi hoàng giá chỉ xuất hiện tại giữa các đại quốc tu chân chiều rộng vô cùng to lớn cho đến tận lúc pháp lực trong cơ thể của dương phàm đã khô cạn cực hạn rồi hắn mới vô lực ngã trên mặt đất dương phàm đặt người ngồi xuống mặt đất giờ phút này hạt mầm sinh mệnh nơi trái tim không ngờ đã hiện ra một màu vàng úa các cơ năng trong cơ thể dương phàm cũng đã bị vây trong một trạng thái khô ngắt tổng cộng Tại đã phi hành trong 6 ngày dưới. Trong lúc đó còn sử dụng bí thuật tường vân thiên lý không dưới 20 lần. Cho dù là kim đan đại tu sĩ, cũng quyết không thể nào làm được điều này đâu. Dương Phạm bắt đầu hồi tưởng lại 6 ngày vừa trải qua. Có thể nói là Dương Phạm vi hành trong tận 6 ngày dưới đã siêu việt hơn xa giới hạn của kim đan kỳ. So với nguyên anh kỳ bình thường cũng là không thua kém. Nếu như tạm u lão ma không có buồn thà, tiếp tục chi đuổi hắn thêm 3 ngày nữa, vậy thì sợ rằng không cần Dương Phạm ngày sau báo thù, chính hắn cũng sẽ bởi vì pháp lực cạn kiệt không chống đỡ nổi mà chết bởi vì thất phương vạn tượng độc Dương vòng quanh chân ngồi xuống cả người bùn rùn vô lực thần thức đã tiến vào trong sinh tức trì địa trong tiên hồng không gian kết quả là hắn đã phát hiện ra một sự thật kinh hãi Khỏa hạt mầm màu xanh giống như là đúc hạt mầm nơi trái tim của dương phàm cũng đã trở nên khô héo không chỉ như vậy lấy khỏa hạt mầm màu xanh này làm trung tâm của một khu vực thổ địa rộng lớn xung quanh cũng đã biến thành một màu vàng úa Khóa hạt giống hạt mầm này Nếu như không có đủ dinh dưỡng cùng với nước tưới Nó sẽ bị khô héo chậm rãi Thậm chí là sẽ chết đi Dương Phạm lại nghĩ tới đây không phải là Một chuyện nhỏ Hắn thầm than một tiếng Chính mình tuy rằng có được một sinh mệnh lực Cùng với lực lượng hồi phục cường đại Vượt xa tu sĩ bình thường Nhưng mà cũng không thể nào chịu nổi tiêu hao không ngừng như vậy Hạt mầm sinh mệnh này chính là cội nguồn của sinh mệnh toàn bộ thân thể Nếu như hạt mầm này sẽ chết Héo quay Vậy thì hậu quả chính là Dương Phạm không dám tỉnh tưởng tượng. khoang chân ngồi liên tục một ngày một đêm, hạt mầm sinh mệnh ở dưới khôi phục một nửa màu xanh. Tốc độ khôi phục như vậy, đối với nó mà nói, vô cùng chậm chạp. Tuy nhiên, hạt mầm sinh mệnh này, sau khi khôi phục lại màu xanh bình thường, lập tức sinh cơ đã tràn trề. Sau nửa canh giờ, rừng phạm lại tràn ngập những sinh cơ vô hạn. Nếu như để cho tam u lão mà đuổi giết hắn kia mà biết, rừng phạm chỉ là dùng một ngày một đêm, liền đã khôi phục đến một trạng thái như bình thường. Sợ rằng, hắn sẽ đố kỵ đến mức phát điên mất bởi vì tam u lão ma ước chừng tiêu hao thời gian 10 ngày mới có thể bức hết được độc lại tiêu hao đến thời gian 5 ngày mới có thể khôi phục lại thương thế còn về phần linh hồn tổn thương ít nhất là phải sau thời gian 10 năm mới có thể khôi phục lại như cũ 10 năm có thể thấy được một kiếm trí từ của vô song đã đáng, đáng sợ đến mức nào ở trên thế gian này chỉ có dương phàm thân có được khôi lực biến thái như vậy mới có thể miễn cưỡng chịu được hiện tại ta đã, ta đã thoát ra khỏi truy sát của tam u lão Ma cũng đã rời ra khỏi phạm vi cảm ứng của lão thiên địa rộng lớn này ta nên đi đâu đây dương phạm khẽ thở dài một hơi đột nhiên đúng lúc này hắn đã nghĩ tới một thứ vội vàng từ trong phong thư cùng với cùng với một lá ngọc giản ra hai vật này là do ám thiên quân vương lưu lại trước khi chưa có thoát ra khỏi tam u lão mà hoặc là rời ra khỏi người dương quốc không được mở phong thư này ra về phần miếng ngọc giản này trên đó có ghi phương pháp thoát thân chờ sau khi rời khỏi người dương quốc người hãy xem hết trường. Trường 335, Hoàng giã Ma Tùng Đây là lời khi mà ám thiên quân vương còn sống lưu lại. Giờ phút này, cầm hai vật phẩm trong tay, trong lòng của Dương phàm có một chút cảm thụ khó tả. Tuy nhiên, hắn đã biết được ám thiên quân vương là một người rất am hiểu bố cục. Lão dường như có thể dự đoán trước mà cấp cho Dương phàm phương pháp chuẩn bị chạy trốn. Từ lúc từ La Sơn Quốc quay về người Dương Quốc, bộ thiên quân vương liền truyền tin cho Dương phàm Tốt nhất người không nên quay về người dân quốc. Có thể đi được bao nhiêu xa, thì cứ đi xa bấy nhiều. Thân nhân bằng hữu của người tự sẽ là có người chiếu cố. Tù tiền giới mênh mông vô tận, thế gian rộng lớn, đối với người mà nói chẳng khác gì chim bay trên trời. Hơn nữa hiện tại nhất u ma diễm của người đã đạt tới đỉnh phòng. Một khi bước vào trong một cảnh giới nhị u sẽ dẫn tới nguy cơ không thể nào tưởng tượng. Lúc đó, Dương Phong cũng đã hiểu được ý tốt của đối phương. Nhưng mà trong người Dương Quốc này lại có rất nhiều việc cần phải giải quyết, nhất định là phải quay về. Tốt lắm, không nghĩ tới vẫn bị ám thiên quân vương đoán trúng rồi. Bộ thiên quân vương cảm thấy có gì đó bất ngờ, hiện tại nghĩ lại trong lòng của Dương Phạm càng thêm hổ thẹn. Ám thiên quân vương đã biết có nguy hiểm báo cho mình, cũng không nên quay trở về. Hơn nữa, hắn còn đoán chắc được chính mình nhất định là sẽ quay về. Thì ra hết thầy mọi việc đều nằm trong dự đoán. Thậm chí đối với cả việc mình đã giết chết ám thiên quân vương cũng có thể chuẩn bị trước. Tại sao lại như thế? Vì cái gì mà hắn có thể hiểu được ta? Dương Phạm lại cảm thấy không thể nào tin. Ám thiên quân vương này có thể từng bước dự đoán thiên cơ chuyện này, quả thực là mạnh mẽ giống như thần. Nhưng mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, trung quỳ là hắn vẫn không thể nào trốn ra khỏi cái chết. Dương Phạm hít sâu một hơi, giờ khắc này tận trong đáy lòng của hắn sinh ra kính trọng rất sâu đối với ám thiên quân vương. Thậm chí, hắn chậm rãi mở phong thư, nét chữ quen thuộc hiện lộ ở trước mặt của Dương Phạm, không thể nào nghi ngờ. Đột nhiên, tay của hắn du lên bẩn bật cả người cứng ngắc tại chỗ hắn giống như là một khúc gỗ không hề có sinh cờ đứng tại chỗ một lúc rất lâu không nhúc nhích trong ánh mắt của dương phàm một mảnh đồ đắn chật chuyển hóa thành bi thương thâm nhập vào tận trong cốt tủy linh hồn hắn ngửa mặt lên trời thét dài sau đó cũng lớn tiếng mà khóc vì cái gì mà ám thiên quân vương có thể dự đoán được thiên cơ trước một bước vì cái gì mà hắn nguyện ý chết cũng phải bảo toàn cho mình vì cái gì mà hắn lại tin tưởng giúp mình như vậy dùng cả lực lượng của ám huyết vương triều trợ giúp cho một mình mình không một chút nào ràng buộc thì ra hết thầy điều đó đều bởi vì một nguyên nhân rất đơn giản tình cha và con chữ viết trên thư ướt đẫm nước mắt nét bút hiển lộ rõ ràng dương phàm con ta khi con đọc được phong thư này chính vì phụ rất có thể đã rời khỏi nhân thế nhưng mà con phải nhớ kỹ rằng không nên quay về ngàn vạn lần không được quay về nếu như không tất cả những cố gắng này đều sẽ trở nên vô ích. Ám huyết vương triều là tổ chức do chính vị phụ sáng lập, thâm nhập vào bên trong ngư dân quốc, thậm chí là cả những quốc gia xung quanh. Hết thảy những việc này đều là chỉ vì muốn đối kháng với một thế lực, chính là ma dương tông. Nếu như vị phụ đã chết, như vậy thì kẻ thù giết chết ta có thể là tạm u lão mà. Về phần thủ phạm chân chính giết chết mẫu thân của con, có hai người. Một là tạm u lão mà. Một người còn lại, chính là phụ thân của con. Dương Thiên nếu như trong cuộc đời của Phạm Nhi còn có thể thăng chức tư nguyên anh kỳ, vậy có thể suy nghĩ tới quay về để báo cửu, cùng tiếp quản toàn bộ ám huyết vương triều của ta. Nếu như không thể nói như vậy, vĩnh viễn không bao giờ được quay về người dương quốc. Hãy yên yên yêu ồn ổn, ổn mà sống cho hết đời. Ngoài ra còn có hai việc muốn cho con biết nữa. Còn có hai thân muội muội Không sai, chính là thân sinh muội muội Một là dương tuệ tâm, một người nữa là điệp liên. 30 năm trước, khi phụ thân vẫn còn sống phong lưu không biết đã bao nhiêu nơi, Ta rất rất xin lỗi Mộng Yên Cũng đã rất xin lỗi mẫu thân đã nuôi nâng các người ở vụ liễu chấn Tại cuối thư có một lưu Con lưu lại một câu Hãy đi mau Càng xa càng tốt Thân nhân bằng hiếu của con tại người dương quốc đều đã bình an vô sự Ngoài ra trên khoảng ngọc giàn kia có ghi phương pháp thoát thần. Thông qua phương pháp này Con có thể hoàn toàn thoát ra khỏi những cửu nhân hiện tại Đề bút Dương Thiên Bí mật rốt cuộc đã được sáng tỏ Dương Thiên không chết lão vẫn ẩn nấp phía sau màn khó trách tự xưng là ám thiên hơn nữa ở trong danh hiệu này của mấy quần vương trong ám huyết vương triều đều có một chữ thiên thì ra tổ chức bí mật này là do dương thiên sáng lập dương tuệ tâm điệp liên không ngờ đều là thân sinh muội muội của dương phàm bởi vậy có thể thấy được năm đó dương thiên rước lấy bao nhiêu kết quả của phong lưu liễu mộng yên dương thị mẹ của dương tuệ tâm mẹ của điệp liên thậm chí là còn có rất nhiều lại càng làm cho dương phàm kinh hãi chính là hai đại thủ phạm giết chết mẫu thân của mình một người là tam u lão mà một người lại không ngờ chính là phụ thân dương thiên điều này quả thực là khó tin trong này rất cuộc là có bí ẩn gì nữa dương phạm lại cẩn thận sắp xếp đầu mối lại tìm không thấy một nguyên do nào hắn tức giận xem ra chỉ có thể chờ sau này hắn quay lại người dương quốc mới có thể cởi bỏ những bí ẩn khác thu hồi phong tư dương phạm lại lấy ra một khoảng ngọc giản tin tức trong ngọc giản này không ít đầu tiên là một tấm bản đồ Tấm bản đồ này lớn đến khó tin Không ngờ bao quát toàn bộ 13 nước Bắc Tần Lại hiện lên trên tấm bản đồ này Người Dương Quốc và La Sơn Quốc Chỉ là hai nơi nhỏ bé chật hẹp đến mức đáng thương Trong 13 nước Bắc Tần Có ba đại quốc siêu cấp phân biệt Đó là Triệu Quốc, Tề Quốc và Tấn Quốc Diện tích của những đại quốc gia này Lớn hơn gấp mấy chục lần Thậm chí là gấp mấy trăm lần của người Dương Quốc Triệu Quốc có siêu cấp môn phái Chủ kiếm tu là Lăng Tiêu, tiền Kiếm Môn Tề quốc và Tân quốc phân biệt có hai tiên môn đại siêu cấp đó là Tam Thanh Tông và Huyết Luyện Môn. Tam Đại Tông này có cường giả siêu cấp tọa chấn, thực lực còn hơn xa cả nguyên anh kỳ bình thường. Cho dù là Tam U Lão Ma Đích Thần tới, cũng sẽ không phải là một đối thủ nào. Dựa theo ý tứ trên bản đồ, phụ thần muốn ta tối một mỏ linh thạch tại triệu quốc trước. Khai mở một khối thần bí chỉ địa, tạm thời rời ra khỏi Bắc Tần. Dương Phạm lại thì thào tự nói, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Thần bí trì địa thượng cổ Dương Phạm lại đoán không ra, hơn nữa dựa theo tin tức mà Dương Thiên lưu lại có thể thấy, thần bí trì địa thượng cổ này, cách xa Bắc Tân ít nhất cũng là mấy triệu dặm, hơn nữa đó vẫn là ở trong suy đoán. Thực sự đã quá xa rồi, bất quá khoảng cách xa xôi như vậy cũng đủ để cắt đứt cảm ứng giữa ta cùng với Tạm U Lóng mà. Dương Phạm lại nửa buồn nửa vui thầm nghĩ. Chỉ cần có lại ở trong phạm vi 13 nước Bắc Tần thì Tam u lão Ma liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, thậm chí có thể xác định được phương hướng chính xác. Một khi Tam lão Ma dưỡng thường, tốt nhất là có thể trở lại để truy đuổi. Đến lúc đó, còn ai có thể thay dương phòng ngăn cản? Ta không thể nào để cho càng người nhiều hình. Nhiều người hy sinh vì mình nữa Ta phải sớm rời khỏi đây thôi Dương Phạm Hạ quyết tâm thu hồi ngọc giản Quay đầu nhìn lại về phía một mảnh hoàng giá Hiện tại mặc dù hắn đã rời ra khỏi ngư dục quốc đến mấy vạn dặm, đang muốn đi tới triệu quốc, vẫn là còn phải vượt qua mấy chục vạn dặm nơi hoàng giá. Mấy chục vạn dặm nơi hoàng giá này ẩn náu, vô số nguy hiểm, số yếu thú bậc cao ẩn nấp, thậm chí không phải là số ít. Dược phẩm đã chuẩn bị sẵn sàng, xe phi thân tiếp tục bay qua đi tới đại quốc gia siêu cấp tụ tiên triệu quốc. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, lại nhìn về phía ngư dường quốc. Người mười mấy dặm có một đội tú sĩ tu sĩ đang bay tới. Dương Phạm triển khai ra thần thức thăm dò về phía đó. Sao? Dĩ nhiên lại là bọn họ. Sắc mặt của Dương Phạm khẽ đổi, trên mặt đã trở nên một mảnh băng hàn. Một đội tu sĩ này ước chừng đến mười mấy người, trong đó có mười tên tu sĩ trúc cơ kỳ, còn có hai gã kim đan cao dài. Trên người của những tu sĩ này tản mát ra một cú ma khí bá đạo, xa xăm, mang tới cho nợn, cho Dương Phạm một loại cảm giác tương đối quen thuộc. Thái cổ ma tông, dương Phạm liếc một cái lên nhận ra thân phận ở trong gá kim đan cao dài cầm đầu có một gá thanh niên tóc tím mặc hắc giáp vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng trên người có một cỗ sát khí nồng đậm một gá cường giả kim đan bên cạnh hắn là một nam tử trung niên mập mạp tướng mạo hiền hòa là ngươi thạch thiên hàn thanh niên tóc tím dĩ nhiên là tu sĩ trung đan kim đan trung kỳ cảm ứng được thần thức dương phàm dao động lập tức nhận ra thân phận của thạch thiên hàn trên thực tế khi ở dương gia bảo Dương Phong cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Khi quyết chiến cùng với Sở Vân Hàn sau đó bại lộ ra thân phận Thạch Thiên Hàn, hai người này liền nảy sinh ý định đuổi giết Dương Phong. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện lão quái Nguyên Anh Kỳ, dọa cho hai người này sợ chạy trối chết. Giờ phút này, hai phía kiểu gia không ngờ đã gặp lại nhau tại một nơi hoàng giá giữa Triệu Quốc và Ngư Dương Quốc. Đây không thể nào không nói là trùng hợp. Dương Phong vốn đã cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng mà nghĩ tới thái của Ma Tông cùng với Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn kia thì đều là đại phái của Triệu Quốc, liền không cảm thấy kỳ quái. Chúng tu sĩ thái của ma tông này đã bị láo quái nguyên anh kỳ dọa cho sợ, khiến cho việc đuổi giết Thạch Thiên Hàn đã bị thất bại. Sau đó, liền dự định đi đường tắt, trở về triệu quốc mà không phải quay lại La Sơn Quốc. Vậy cho nên, Dương Phạm mới gặp phải đám tu sĩ thái của ma tông ở nơi này. Thạch Thiên Hàn, thiên đường có lối người lại không đi, địa ngục không cửa, người lại chui đầu vào. Thanh niên tóc tím lại cười cuồng tiếu, tốc độ đột nhiên gia tăng đến mấy lần, cấp tốc bay về phía Dương phàm tốc độ nhanh như là tiễn rời cùng. Trung niên kim đan kia cũng là quát lạnh một tiếng. Mọi người qua đó, nghĩ biện pháp, bao vây hắn lại. Hai cường giả dạ kim đàn cũng với 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn họ tự tin có thể đối phó với Thạch Thiên Hàn đằng, nguyên khí đại thương. Đương nhiên, Thạch Thiên Hàn nguyên khí bị đại thương chỉ là trong suy nghĩ của bọn hắn. Thường nghĩ mà xem, bị một lá quái, nguyên anh kỳ đuổi giết, có thể sống sót đã là một chuyện không tệ nguyên khí đã bị đại thương, thậm chí là bản thân đã bị trọng thương rất nhiều, đều là không thể nào tránh khỏi. Vẻ mặt của Dương Phạm là một mảnh âm hàn, mà khí ở trên người cuồn cuộn bốc lên, giống như là một cố ma uy cường đại, bao phủ mà ra. Đồng thời, sát khí ở trong mắt của hắn cường thịnh đến mức trước nay chưa từng thấy. Nếu như là bình thường, Dương Phạm đã gặp phải những tù sĩ như vậy có thể thương bộ tam lùi đi. Nhưng mà giờ phút này, tâm tình của hắn đang không tốt, rất rất không tốt. Kết quả của tâm tình dẫn đến hắn phải phát tiết Đại khai sát dưới Các người tất cả đều phải chết Thành ngầm lạnh lùng giống như băng của thạch thiên hàn Chuyển ra phương viên của mấy chục dặm Chúng tu sĩ nghe thấy chỉ cảm thấy Cả người rét run Thân hình của dương phàm trượt lóe lên Cấp tóc lao về hướng phía sau một lát Đã đứng đối diện với thanh niên tóc tím Đến cũng tốt Ta muốn cho người chết không có chỗ trôn lòng bàn tay của thanh niên tóc tím phát ra một đoàn ma vân hắc sắc mang thêm một cố ma uy cùng với tâm ảnh vô hình bao phủ về phía dương phàm thực lực của tu sĩ kim đan trung kỳ không thể nào coi thường cũng đủ để thấy uy hiếp đến dương phàm tường vân ngóa ở dưới chân của dương phàm lóe lên ánh sáng rồi trống giống xuất hiện ở phía trước 20 mươi trường không ngờ đã bỏ qua không quản tới thanh niên tóc tím hắn lại hướng về phía các trung niên kim đan còn lại cùng với một chúng cường giả trúc cơ kỳ không tốt rồi một chúng cường giả chúc cơ kỳ sắc mặt đại biến. Dương phẩm vung lên hai bàn tay, cách không đánh ra hai ba quyền ma đạo. Tình túy, mình mông, cường hán đã hóa thành trường ảnh màu đen giống như ẩn hiện, lập tức giết chết hai gã tu sĩ chúc cơ kỳ cách mình gần nhất. Hai tiếng kêu thảm thiết đến sợn tóc gáy vang lên tại nơi hoàng giá. Các người đều phải chết. Trong mắt của Dương phẩm, băng lạnh khiến cho những người ở xung quanh đó phải kinh hái và khiếp đảm. Hắn lại không muốn bắt đầu giết chết từ những người thực lực thấp trước diệt sát toàn bộ những kẻ này, phát tiết mối hận trong lòng. Người đừng có mà đắc ý. Hai gái cường giả kim đan kỳ lại vô cùng phấn nộ, hồ lên một tiếng, nhất tề áp bách lao về phía dương phàm. Hết trường. Trường 336, Ma Hoàng Kiếm chủ Uy Thấy Dương phàm chém giết đệ tử đồng môn, hai đại kim đan là thanh niên tóc tím cùng với tu sĩ trung niên vừa kinh hái vừa phấn nộ. Ở trong tiếng gầm gừ cùng với những tiếng xé gió cấp bách, bọn họ phi thân tránh về phía Dương Phàm. Thanh niên tóc tím khống chế ma vân hắc sắc bằng bạc, cuồn cuộn lao đi giống như là một cây lồng, chụp về phía Dương Phàm. Tu sĩ trung niên tế ra một thanh côn kim loại màu đen, ở trong tay quán nhập ma khí, thầm hậu một tiếng đùng đùng vàng, lại còn có một tiếng kim loại màu đen tỏa ra ô quang, không ngờ đã vô tức biến dài. Trong thời gian chớp mắt, còn có cây côn kim loại này, ước chừng dài ra chục trượng, đường kính mỗi đầu chừng ba thước một bổng đánh tới có thể nói là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần thanh thế mênh mông hùng dũng rõ ràng là nhanh lại còn cùng thuộc pháp bảo hạng nặng mang thần thông trọng hình cùng với một loại phương thiên kim minh truyền của dương phàm bị hai cường giả đại kim đan liên thủ công kích dương phàm làm sao mà dám chống đối được thì chuyển ra ngân quang thiểm đột ở trong phút chốc dịch chuyển ra bên ngoài hai mươi trường công kích của hai cường giả kim đan toàn bộ đã bị đánh vào trong không khí trên mặt đất đã xuất hiện mấy cái hố lớn cả một khu vực trông vô cùng thê thảm tiểu từ này không ngờ đã có được côi bảo phụ trợ như vậy uy lực không kém gì với ngựa phong hóa ở trong truyền thuyết thanh niên tóc tím cùng với tu sĩ trung niên hai mắt nhìn nhau trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi thời điểm dương phẩm thi triển ra ngân quang thiểm độn thuật thì tường văn hóa ở dưới chân sạch qua ở trong hư không tạo thành một hình vòng cung màu bạc có thể nói là xuất quỷ nhập thần tiến thối tự nhiên đã có tưởng vân hóa trong tay dương phạm sĩ nhận đạt được thế không thể nào cản trở bình thường một hai tu sĩ kim đan muốn đuổi giết dương phạm khó khăn có thể suy nghĩ nếu như hắn có ý muốn chạy trốn cho dù là năm tên cường giả kim đan truy sát cũng sẽ không công mà đi về trừ phi là có kim đan đại tu sĩ xuất thủ nhưng mà một số lượng kim đan đại tu sĩ ở trong kim đan cao dài cũng đã ở trong 10 người không có một chẳng khác gì đồ vật quý hiếm Dương Phạm vừa bay sáng phía khác, lại nhẹ nhàng bưng cô đánh ra trưởng kình cựu U Ma Công cường đại cách không giết chết hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Cựu U Ma Công này vốn là ma công kinh sợ cổ kim, giúp cho thực lực của Dương Phạm siêu việt ở trong đồng dài, lại còn có được U Minh Ma Diễm vô cùng đáng sợ. Muốn giết chết một hai gã cường dài trúc cơ kỳ, thực sự là không dễ dàng. Nhưng mà trong trận này chỉ thấy một đạo ngân quang chốc chốc lại bay vút lên trên không trung. Tu sĩ thái cổ Ma Tông đã bị chém giết không một chút nào lưu tình, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Mọi người, tất cả lui ra phía sau. Thanh niên tóc tím hai mắt lạnh lùng, lại quát lên ra lệnh cho hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại bay đi. Dương Phạm làm sao có thể để cho bọn họ được nhiều ý? Tường vân ngoái dưới chân, cấp tốc rung động, luận tốc độ, hắn so với thanh niên tóc tím là còn nhanh hơn một đường. Đáng giận! Thanh niên tóc tím trong mắt, lệ quang lóe ra, rồi lại thu hồi ba màu văn hắc sắc cuồn cuộn, trong tay xuất hiện một thanh ngân nguyệt liềm đào. Ngân Nguyệt Liêm đào này hóa thành một đạo tàn ảnh ở trong hư không, trong chớp mắt chém tới trước mặt của Dương Phàm, tốc độ khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Dương Phàm vừa mới lóe ra được, tới đây đã lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ áp tới. Ngân Nguyệt Liêm đào kia tốc độ rất nhanh, có lẽ thuộc vào hàng ngũ lợi khí công kích. Sắc mặt của hắn dùng mình, ở trong tay tế ra huyền ấn bảo phiến, hoành ngang trước người. Dương Phàm đã vội vàng đón đỡ Ngân Huyệt. Ngân Nguyệt liềm đào của thanh niên tóc tím Hai người giao thủ với nhau, phát ra một tiếng cao, cao vàng kim thiết, trói tai đống lửa văng khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, thân thể của Dương Phạm lão Đạo ở trong hư không, cũng đã không nùi lại, không ngờ đón đỡ được một kích này. So với ứng phó với sư tỷ Kim Đan Trung Kỳ ngày trước thì tốt hơn nhiều. Sao có thể như thế được? Hắn ta chỉ là một tu sĩ sơ kỳ, đón đỡ một kích toàn lực của ta nhưng mà lại không thể nào thương tổn thành nên tóc tím thất kinh tuy nhiên khi mà hắn phát hiện ra pháp bảo trong tay của dương phàm đúng là pháp bảo trung phẩm thì thoáng một cái dễ chịu hơn một chút phần cấp pháp bảo lại càng thêm phức tạp được chia ra làm cửu cấp từ tam phẩm cấp trở xuống được gọi là pháp bảo hạ phẩm từ tứ phẩm trở xuống đến lục phẩm được gọi là cái gì pháp bảo trung phẩm từ thất phẩm đến cửu phẩm được gọi là cái gì pháp bảo cao cấp hoặc là một số bảo vật quý hiếm pháp bảo hạ phẩm đều thuộc về pháp bảo thông thường tu sĩ kim đan sơ kỳ trung kỳ bình thường đều sẽ có được mà pháp bảo đã ngoài trung phẩm bình thường chỉ có tu sĩ đại kim đan mới có về phần pháp bảo cao cấp hoặc là cổ bảo đều sẽ nằm trong tay của những lá quái nguyên anh pháp bảo trung phẩm gã tu sĩ kim đan trung kỳ còn lại cũng là kinh ngạc vô cùng một tu sĩ mới bước vào trong kim đan liền đã có được pháp bảo ngoài tứ phẩm điều này quả nhiên là cũng phải khiến cho ai cũng mơ ước khi hai cường giả đại kim đan lại lấy tinh thần lúc trước dương phàm tiếp tục thi triển ra một lần ngân quang thiểm độn thuật huyền ấn bảo phiến ở trong tay của hắn cũng nhẹ nhàng vung lên một mảnh phiến ảnh lao qua hai tu sĩ trúc cơ kỳ cuối cùng lúc này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng là không chuẩn bị kịp dưới huyền ấn bảo phiến áp bách hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ cuối cùng này lập tức tan sừng nát thịt khi mà dương phàm sử dụng ra huyền ấn bảo phiến đã trú nhập vào bên trong đó lực lượng ma đạo tinh túy uy lực của nó rất đáng sợ uy lực của nó quá cường đại tên tu sĩ trung niên mập kia lại ở trong lòng thất kinh trong mắt hiện lên một tia sợ sệt nếu như dưới tình huống một đối một hắn tự nhiên lại thấy mình tuyệt đối không bằng thực lực mà thạch thiên hạn triển lộ ra tới lúc này mà nói gần như có thể chống cự lại tu sĩ kim đan trung kỳ tiếp theo chính là người dương phỏng quát lạnh một tiếng hàng qua ở trong mắt của hắn lóe lên nhìn chăm chú tu sĩ kim đan trung niên trung niên kim đan cao dài ở trong lòng run lên đã có tâm thần muốn rút lui tiến lên, cùng nhau giết chết hắn. Thanh niên tóc tím mở trong mắt lộ ra một mảnh sát khí, phẫn nộ quát lên một tiếng, huy động ngân huyệt, liềm đào hóa thành một quang nhận màu đen, thanh thế mênh mông, cuồn cuộn cái người, chụp về hướng Dương vào. Dương vào lập tức độn di về phía trước, hai mươi trượng sau vẫn là như cũ bị quang nhận liềm đào màu đen kia quét chúng. Cũng mày lục sắc thảo giáp đã bao bọc bên ngoài thân hình của hắn, trong cơ thể này khí huyết nhộn nhạo một trận, hỗn loạn, liền đã khôi phục lại bình thường. Hắn gia tăng tốc độ mãnh liệt để giết chết về phía tu sĩ Kim Đan trung niên. Người này quả thực là thực lực yếu hơn, Dương phẩm đã có nắm chắc có thể diệt chết được hắn. Không phải là sợ chúng ta trước sau giáp kích sao? Thành đến tóc tím từ phía sau đuổi theo, dùng thần thức truyền âm cho đồng bạn. Tu sĩ Kim Đan trung niên lại cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Thành côn màu đen kia ở trong tay đã biến hóa thành dài 20 trượng, một bồng vang rộ đánh xuống. dường phòng lại vùng huyền ấn bảo phiến lên cách không ngăn chặn một bồng đen dài kinh tâm động phát đó huyền ấn bảo phiến này uy lực rất cường đại dưới sự thúc giục của cựu u ma công như là một cơn lũ đột ngột bạo phát lập tức đẩy bay ra một bồng lớn to lớn màu đen xì tù sĩ kim đan trung niên lại chỉ cảm thấy hổ khẩu run rẩy khí huyết nộn nhạo suýt chút nữa thì bị thương tuy nhiên một cú giao kích cường ngạnh này cũng là khiến cho ý chí của hắn toàn bộ đại loạn đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió mấy đạo quang nhận liêm đao màu đen đã bổ tới thanh niên tóc tím đã kịp đuổi tới đây dương Phạm lại dường như đã sớm có sự chuẩn bị nhẹ nhàng vung tay một khôi giáp ngân giáp xuất hiện ngăn chặn phía sau lưng hắn đồng thời trong cổ tay của hắn nhảy ra một con tiểu xa trong suốt dài ba thước bay lên ngạo bay lên ngả trên bảo vai của ngân giáp thị vệ công kích của thanh niên tóc tím bị kìm hãm hơn phân nửa dương Phạm nhân cơ hội này thân hình lại đột nhiên lao về phía trước sau đó pháp lực ở trong cơ thể vận chuyển trong nháy mắt rót vào bên trong tường vật hóa thoáng chốc một chân của dương phàm đã hóa thành một mạnh ngân quang hư ảnh xen vào trong hắc màng trong giờ phút phút này trước mắt dương phàm đã thầm vận chuyển cửu u ma công nơi chân đá ra bảy tám cước thiên sở huyễn ảnh cước với phương thức cùng với phép quyết đặc thù Giót pháp lực vào bên trong tường vân hóa đã có thể trong nháy mắt đề cao tốc độ di chuyển lên mấy lần. Tốc độ phát ra lực lượng cường đại đáng sợ có thể dùng để thành tấn công địch nhân, cũng có thể dùng để xuyên qua những loại hoàn cảnh khu vực. Dương Phạm, với tốc độ khó tin, ở trong nháy mắt đã xuất ra 7-8 cước. Mục tiêu cũng chính là cây bổng kim loại dài đen trong tay của tu sĩ trung niên. Tu sĩ kim đan trung niên là thảm lên một tiếng, cây bổng dài đen trong tay lập tức bị đánh cho rách tạ tơi lực lượng cường đại liên minh không dứt chấn nẹp vào bên trong cơ thể khiến cho hắn lại thụ thương không nhẹ phun ra một búng máu cuối cùng pháp bảo ở trong tay trực tiếp rời tay rơi xuống đất sắc mặt của hắn trắng bệch lại không nghĩ tới dương phàm lại có bí kỹ như vậy trong thời gian ngắn cách không đá ra bảy tám cước thông qua pháp bảo truyền lực lực lượng trực trực tiếp đã chấn thương hắn ngay cả pháp bảo đã cũng bị đánh bay chạy máu đây là chính là ý niệm duy nhất ở trong đầu của tu sĩ Kim Đan Trung Niên lúc này. Nhưng mà điều này chỉ khiến cho hắn chết nhanh hơn mà thôi. Dương phòng có được tường vận hóa, tốc độ ít nhất là gấp đôi hắn, làm sao có thể chạy thoát ra được. Dương phòng lại thi triển ra ngân quang thiểm độn thuật, vô tức xuất hiện trước người của hắn. Hấp huyết xả tiên trong tay đã vô thanh vô tức, cuốn lấy thân thể của hắn. Tu sĩ Kim Đan Trung Niên sắc mặt tái, tái bệch, thân thể bị trọng thương, tâm thần đã bị kích động. Hắn đã bị hấp huyết xả tiền hoàn toàn trói chặt cả người một mảnh tê liệt lực lượng cùng với máu huyết chậm rãi tan biến cứu cứu ta với tù sĩ kim đan trung niên hướng về phía thanh niên tóc tím cầu cứu nhưng mà lưu ly hàn tinh giả ở trên vai ngân giáp thị vệ đã phun ra một đoàn băng diễm trong suốt đáng sợ hàn khí tỏa ra lập tức đã đóng bằng pháp bảo của thanh niên tóc tím cố hàn khí này khiến cho toàn thân của hắn ngừng kết thành băng xương một cố cực hạn hàn y hàn ý chi khí thậm chí là xâm nhập vào trong linh hồn hắn nhất thời Tốc độ của hắn đã giảm đi Ngay cả tốc độ phản ứng cũng đã chậm lại Thừa dịp cơ hội này Ngân giáp thị vệ cấp tốc xuất kích Cuốn lấy thanh niên tóc tím không để cho hắn có thể phân thần Dương Phạm vung ra một quyền Đánh trúng đầu của tu sĩ kim đan trụng niên Khiến cho hắn không kịp hô lên một tiếng Đã trở thành một thi thể không đầu Nhân cơ hội này Dương Phạm khôi phục pháp lực cũng để cho hấp huyết xả tiên hấp thu máu huyết ở trong cơ thể cường giả kim đan. đương nhiên hắn là cũng không quên thu thập chiến lợi phẩm, tài sản của cường giả kim đan tự nhiên là không thể coi thường được. Không tới một hồi, thanh niên tóc tím kia đột nhiên lại nổi giận gầm lên một tiếng. Một mảnh ma vân cuồn cuộn đã vọt tới, đồng thời đẩy lùi ngân giáp thị vệ cùng với liu ly hàn tinh xà. Tâm thần của dương phàm chấn độc vội vã gia nhập vào chiến đấu. Cứ như vậy, ba người dương phàm, ngân giáp thị vệ cùng với lưu ly hàn tinh xà đã chiến một trận kinh thiên động phách cùng với thanh niên tóc tím tại nơi hoàng giá. Chiến đấu khiến cho yêu thú bốn phía nghe tiếng đã sợ đến mất mật. Sau một trăm hiệp. Dương Phạm đã cảm giác được một thượng phẩm linh thạch trong ngân giáp thị vệ kịch liệt, đã tiểu hào liền thu hồi nó lại. Kể từ đó, áp lực ở trên hắn đã tăng lên rất nhiều. Pháp lực của tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ tất nhiên là hùng hậu hơn so với rất nhiều tu sĩ sơ kỳ, thực lực ít nhất là mạnh hơn gấp đôi. Dương Phạm dưới một sự trợ giúp của ngân giáp thị vệ, cùng với lưu ly li hàn tinh xà, hắn lại còn có thể chiếm được một chút thế thượng phong. Mất đi, khôi lỗi bậc cao, liền có một chút khó nhọc. Quan trọng hơn nhất đó là thanh niên tóc tím này đã có sự hiểu biết nhất định về những pháp bảo. Phụ trợ, quỷ dị, giống như là tường vận ngõa, hấp huyết xà tiền, hắn sẽ không dễ dàng mà mắc mưu đâu. Xem ra muốn giết chết hắn, không thể nào không vận dụng bí thuật hay là bạn bà, lá bài tẩy chưa lật được. Dừng Phạm chiến đấu một lát, liền thu hồi huyền ấn bảo phiến. Hắn ra ngoài, bay ra đến 20 trường, thoát ly ra khỏi chiến trường. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh ma kiếm hình dạng quỷ dị, dài khoảng 5 thước phía trước có một răng nhọn uốn lượn nơi tay cầm có một long thủ mà kiếm vừa xuất hiện một cỗ ma uy sống thẳng tới trời cao đồng thời cũng xuất hiện ngay lúc này lợi khí công kích ngân nguyệt liềm đào của thanh niên kia đã gào thét đuổi tới lệ quang trong mắt của dương phạm lóe sáng hùng hoàng huy động ma hoàng kiếm ở trong tay giao kết cùng một chỗ với ngân nguyệt liềm đào này đúng lửa văng ra khắp nơi thân thể của dương phạm không ổn hơn một chút nào ngân nguyệt liềm đào kia đã vang đến một tiếng ông ông rồi quay tròn trở lại trong tay của chủ nhân thanh niên tóc tím kia lại trợn mắt há mồm liếc ngân nguyệt liềm đào rõ ràng đã xuất hiện một cách vết nứt dài ước chừng một tấc đây là một lợi bảo công kích thanh niên tóc tím lại nhìn chằm chằm vào lợi bảo công kích trong tay của dương phàm không khỏi thốt ra một câu trong mắt là một mảnh kinh hái hết trường hết tập sáu mươi tám Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Tập này thì hơi ngắn một chút tại vì mình có việc bận nên là không đọc được nhiều. Tập sau mình sẽ cố gắng đọc nhiều hơn. Ừ. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tên Hồng Lộ.